Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đáp chuyến bay ra Hà Nội để tham gia lễ phát động toàn dân chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Sự kiện đã diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 3 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Là người đẹp hiếm hoi có vinh dự góp mặt trong buổi họp báo, Mai Phương Thúy đã thay mặt một công ty mà mình làm đại sứ thương hiệu ủng hộ 20 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ công tác đẩy lùi đại dịch COVID-19. Từ trước đến nay, Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn nổi tiếng là người luôn hướng về cộng đồng và tích cực tham gia vào nhiều chiến dịch và hoạt động thiện nguyện. Với vai trò là gương mặt hình ảnh của thương hiệu trong nhiều năm qua, không có gì lạ khi cô được doanh nghiệp chọn để đồng hành trong dự án đầy ý nghĩa này. Mai Phương Thúy cho biết, thật là vinh dự cho Thúy khi có cơ hội đại diện cho việc làm ý nghĩa này. Thúy tự hỏi sao mình lại được chọn để đại diện trong chiến dịch ý nghĩa này nữa. Tuy nhiên, bản thân Thúy những ngày qua vô cùng lo lắng và theo dõi tình hình dịch bệnh của nước mình. Nhân đây, Thúy cũng mong rằng đại dịch sẽ được đẩy lùi nhanh chóng, mọi người cùng nhau bình tĩnh và làm theo những chỉ thị từ Bộ Y tế để góp phần ngăn chặn dịch bệnh, để chúng ta có thể trở lại guồng quay công việc cũng như nền kinh tế không bị ảnh hưởng. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, chúng ta hãy vững tâm để cùng nhau tiến lên phía trước nhé! Vậy là sau phát súng đầu tiên mở màn cho chiến dịch từ thiện mùa COVID-19 của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn, hàng loạt nghệ sĩ khác như Chi Pu, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên đã có những hành động thiết thực ý nghĩa. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã chung tay trong cuộc chiến chống lại COVID-19 bằng những hành động mang đậm tính nhân văn.